Nói thật mình chưa được chụp kỷ yếu bao giờ, nhưng đây là ba brand váy mình từng mua cho những sự kiện quan trọng. Đầu tiên là The Maven nha mọi người, họ có cả ở Sài Gòn và Hà Nội luôn. Váy đầm của bên này thì có rất nhiều mẫu bồng bềnh công chúa phù hợp để đi sự kiện, đi ăn cưới, đi tiệc công ty cuối năm. Tiếp theo là Reject, một thương hiệu cũng rất nổi tiếng về váy đầm. Đồ của bên này thì mình cảm giác phần lớn nó sẽ đứng hơn, trưởng thành hơn á. Những cái chi tiết trên váy cũng có phần đơn giản hơn và giá thì cũng mềm hơn. Tiếp theo là Boon Store, tiệm này thì phần lớn là họ may váy cưới hoặc là cho thuê váy để chụp ảnh cưới. Đợt đó tiệc công ty có dress code là màu trắng nên là mình đã quất em này luôn. Nếu các bạn muốn xem thêm những video về váy như thế này thì hãy cho mình biết nha. Bye bye!